Sau hàng nhiều lễ xin chào cả nhà. Em lên sóng tiếp một con máy hút ẩm của hãng Natuna, sau này là Panasonic. Một con máy chạy rất là khỏe, công suất hút 20 lít một ngày các bác nhé. 20 lít một ngày, chạy rất là khỏe. Về hình thức thì vỏ nguyên bản cũng có sức sát nhiều. Vỏ nguyên các bác nhé, không có sơn xiếc gì cả. Vỏ con hút ẩm của hãng Panasonic hút 20 lít một ngày con này, sản xuất tại Nhật Bản, made in Japan, điện 220V, công suất là 330W, chạy cực khỏe luôn, con này chạy êm khỏe, có báo độ ẩm trên máy này, chế độ hút ẩm auto cao thấp này, chế độ sấy quần áo riêng biệt auto này. Đấy. Sấy quần áo 3 giờ thì tắt này. Đấy. Hai chế độ sấy quần áo. Một cái hẹn giờ 4 giờ. Đấy. Đảo cánh gió. Máy rất dễ sử dụng thôi nhé, giao diện dễ sử dụng. Chạy khỏe. Đấy. Các bác chạy để chế độ auto này khá là êm. Bình nước bọn này cũng rất là lớn. Nước lớn các bác nhé. Hút 20 lít một ngày, chạy khỏe. Con này thì em đang bán là 4 triệu. Bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Hình thức như trên clip, như hình. Chào các bác.